đúng xương xong quay sang nó ăn lá mà. Như đây mọi người xem nha, tập trung nó ăn nhanh lắm. Ok, cảm ơn mọi người trở lại với kênh Miền Tây Pulo nha. Hôm nay thì mình quay sang chia sẻ mọi người về dế Thái nha bạn. Nay mình tiếp tục khám phá cái chuồng dế của mình nữa bạn. Thì hiện tại là dế của mình hôm nay được 13 ngày tuổi nha mọi người. Thì mọi người xem sáng mình vừa vệ sinh chuồng xong, dọn ba cái thức ăn thừa này, ba cái cây mì rồi đó, ba cây mì nó ăn còn cái cọng mà mình dọn bỏ bớt nha. Bỏ một đống bên kia xa xa kia mọi người nhìn thấy nha, xa xa nói nha. Rồi hiện tại là mình cho cái thức ăn vào, thức ăn mới với cái đọt mì mà như cái cà phê mì này, thì mọi người xem nó lên nó ăn. Tại sáng sớm mình đi hái cái đọt mì này về thì nó trên đọt mì nó có xương mà, xương thì dế nó lên nó cũng uống nước, uống bằng nước xương đây. Mọi người xem nó lên uống nước xong rồi nó quay nó ăn luôn mọi người, rất là đông. Dế này thì được 13 ngày tuổi nha bạn. Mình nuôi dế này thì ở đây mình có chủ động trồng được cái khoai mì mà. Chủ động trồng được cái khoai mì thì thức ăn của nó thì không sợ thiếu. Còn những anh em nào mà nuôi như không có chủ trồng được khoai mì thì có thể mua thêm thức ăn ngoài chợ mà, rau này. Nó ăn tạp rất nhiều mà. Hôm trước mình cho ăn rau muống nó vẫn ăn rồi mà. Rau muống này, vỏ dưa hấu nó cũng ăn. Nó ăn rất gọi là ăn tạp đấy, rất là ăn tạp luôn rồi. Thì ở như vườn mình thì cũng trồng chủ động trồng khoai mì nên mình chủ yếu cho nó ăn khoai mì, thỉnh thoảng cho ăn thêm rau muống. Thì mọi người xem dế 13 ngày tuổi nó phát triển như thế này nè. Sáng lên rất là đông ạ. Tối thì nó lột, ha, tối mình cũng phát hiện ra là buổi tối nó hay lột sắc như buổi tối mọi người. Sáng thì chiều nó ăn xong mình trưa tí là nó rút vô những cái khe, những cái dĩ dưới cái dĩ trứng này mà nó núp dưới đây. Thức ăn gà này cũng ăn rất là nhiều này mọi người xem. Hiện tại được 13 ngày tuổi mà. Thấy nó phát triển cũng rất là nhanh, cũng khá đồng đều mà. Đây, hôm nay cho mọi người xem nó đang ăn, nghe sao phía dưới nghe mọi người. Đây này, nó cảnh nó đang ăn, mọi người xem ăn một cái lá khoai mì nè. Đấy, mọi người thấy chưa, nó tập trung vào ăn. Còn thức ăn gà nó cũng ăn nhưng mà nó không khoái bằng cái lá khoai mì nha bạn. Đây lá khoai mì của mình này. Đây còn một bộ phận nó mới lên sau bên đây thì nó tập trung nó uống xương. Đấy, mọi người thấy nó uống xương xong quay sang nó ăn lá mà. Như đây mọi người xem nha, tập trung nó ăn nhanh lắm. Nó vừa di chuyển xong có tiếng động sao phía bên trong rồi mọi người. Đã được 13 ngày tuổi rồi mình thấy rất là thích mà, thú với cái mấy lần đầu tiên mình nuôi mà. Khá là sáng sớm mình ra nhìn thấy ăn nó ăn sạch những cái lá mà, còn như cái cọng mì chuối trơ trụi. Đấy thì mình nuôi ở đây thì mình chủ động được cái lá khoai mì thì mình trồng được ở nhà mà, bởi vì cũng tiện cho nó ăn. Sáng cứ sáng sớm là ra hái 5-7 đọt rồi vào cho nó ăn. Tại mình nuôi thử nghiệm một chuồng này mà,
trước tiên một chuồng xong mình chuẩn gây giống qua về sau nữa. Thì về sau có nhiều cái đoạn video chia sẻ với mọi người nữa, mình nuôi mình quay chia sẻ mọi người xem, rồi cái nặng nhờ những anh em nào mà đã từng nuôi dế xong góp ý cách nuôi thế nào, có những gì mình đây làm không đúng thì anh em góp ý để mình học hỏi. Thì chứ mình cũng lần đầu tiên mình nuôi mà bạn, dế phát triển thế nào mình quay lên chia sẻ mọi người như thế, nặng cho những anh em nào ví dụ như mà có ý định chuẩn bị nuôi đó thì cũng học hỏi để vào nó xem cho vui nha. Thì mình quay trực tiếp luôn mà, thực tế dế bao nhiêu ngày tuổi mình sẽ quay lên chia sẻ mọi người xem cái quá trình nó phát triển từ lúc mà nó bỏ mà nở trứng, từ lúc cho nở trứng cho lúc mà nó trưởng thành luôn là khoảng thời điểm thời gian là bao lâu mà, và từng giai đoạn từng ngày phát triển thì mình sẽ quay chia sẻ cho mọi người. Đằng đó mình cũng để làm một cái bài học để kinh nghiệm gì sau các bạn, luôn tiện sẵn quay chia sẻ cho mọi người xem cho vui đó. Thì mọi người xem nhất sáng nó lên nó ăn cực kỳ thích, rất là nhiều luôn. Ăn sáng còn ít nữa mà, tới sáng tới chiều nếu mà vẫn nó hơi thức ăn nó hơi thiếu thì nhắc chiều mình sẽ bổ sung thêm nha mọi người. Đây thì cái chuồng dế của mình chỉ ngang có 1 mét, dài 2 mét mà bề cao thì có 5 tấc thôi, nhưng mà cái vị trứng của mình ở dưới nó hết 3 tấc rồi mọi người, ở trên này còn 2 tấc để khoảng trống ha. Sáng lên uống nước làm xào 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 ở dưới, rất là tiếng động rất là nhiều ở dưới mọi người. 13 ngày mọi người xem con cũng tốc độ phát triển của nó khá là nhanh nha bạn. Này nó lên, bên này thì lên uống sương xong rồi này. Tại trên lớp này còn hơi sương mà, hơi nước ấy. Sáng sớm mùi sương nó xuống, uống hết sương xong bay qua nó ăn nữa mọi người. Như ở đây mọi người xem thực tế đây này, uống sương xong giờ quay nó tính nó ăn những cái lá hoa mì này, tập trung ăn chuỗi lưỡi còn cái cọng không đó. Thì nuôi đây cũng có những thắc mắc thì mình có liên hệ những anh em nuôi trước mà học hỏi thêm mới được, chứ mình lần đầu nuôi này cũng đâu trên đâu có kinh nghiệm tới đó thôi mọi người. Còn cái vấn đề thức ăn này, thức ăn gà con này, đây là chiếu mình cho ăn thức ăn gà con từ lúc mà nó nở tới hiện tại bây giờ là 13 ngày tuổi mà. Cái thức ăn này cũng không có tốn nhiều mọi người, tính hôm nay là 13 ngày tuổi nha, dế 13 ngày nhưng mà cái lượng thức ăn mình tốn khoảng 1 cân, ký hơn ký bằng khoảng ký rưỡi, ký rưỡi thức ăn. Chắc thời điểm từ đây tới lúc nó trưởng thành chắc thức ăn nó ăn hơn nhiều hơn nữa bạn, tại vì từ lúc sanh lúc mới nở nha, lúc mới nở tới hiện tại là mình tốn hơn khoảng một ký rưỡi thức ăn gà con nha. Còn chủ yếu là mình ăn lá hơi mì, mình thấy cái dế nó càng ngày cái lượng thức ăn nó càng tăng lên đó. Thì chắc cái chuồng dế mình này chắc lúc mình thu hoạch được chắc tốn khoảng 5 ký thức ăn các bạn, theo mình đoán là gì thôi, tính thời điểm hiện tại là 1 ký rưỡi. Để mình xem, để ý cơ thức ăn nó tới thu hoạch luôn khoảng bao nhiêu để chia sẻ với mọi người nha. Thì mình đang theo dõi các bạn. Còn lá hơi mì thì ở vườn trồng được nên không có thể thiếu mọi người, rất là mình cung cấp đủ cho nó, không sao cả. Còn đang tính lượng thức ăn thôi, để xem cái chi phí của mình nuôi xong một cái chuồng này tới lúc mà thu hoạch thì khoảng bao nhiêu cái chi phí trong đó nghe bạn. Mình đang tính thì thức ăn, cái lượng thức ăn của nó thì sáng sớm mình ra xem
Thường là tối mình cho vào, sáng sớm ra xem vẫn hết thì tối hôm sau mình cho nhiều thêm tí. Mình cứ xem cái lượng nó ăn nhiều mình cho nhiều thêm tí mà. Hôm nào mình thấy còn thừa lên thì hôm sau cho ít lên chút. Ăn trong ngày thôi mọi người, chứ để thức ăn này mà luôn 1-2-3 ngày sợ nó bị mình phun nước nhiều đó, sợ nó bị mốc á, có mùi sẽ nó không tốt cho dế mình. Thì hôm nay thì quay chia sẻ cho mọi người xem dế nó phát triển như thế nào khi mà nó được 13 ngày tuổi nha mọi người. Thì hiện tại thấy cũng khá là tốt, khá là đẹp các bạn, dế này. Đấy, toàn cảnh cho mọi người xem nha. Thì cũng cảm ơn mọi người theo dõi nha. Và mình ở đây thì cũng liên tục sẽ quay chia sẻ cho mọi người cái vấn đề dế này để đang theo dõi liên tục nha bạn. Thì hôm nay là dế 13 ngày, chắc vài hôm nữa mình sẽ tiếp tục chia sẻ mọi người nữa, coi dế nó phát triển như thế nào nha bạn. Thì kênh Miền Tây Philo thì chủ yếu hiện tại bây giờ mình tập trung chia sẻ về mít Thái này, trước giờ chia sẻ mít Thái nha. Và về sau này thì mình sẽ có những cái đoạn video chia sẻ về chăn nuôi dế, chăn nuôi bò sát nha bạn. Thì cũng rất cảm ơn mọi người theo dõi nha, và luôn ủng hộ kênh Miền Tây Philo, và chúc mọi người thành công với mô hình trồng trọt chăn nuôi của mình nha bạn. Ok, cảm ơn mọi người nha. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong các đoạn video tiếp theo nha.